dài hơn 60 km, Tam Giang, Cầu Hai là hệ thống đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Khoảng 300.000 người dân sống quanh đó dựa trên nguồn thủy sản từ phá. Việt Nam có nguồn nước dồi dào. Với bờ biển dài hơn 3.000 km dọc Biển Đông và hệ thống sông hồ, kênh rạch, đầm phá chằng chịt. Hầu hết các hoạt động sống của người dân đều liên quan đến nước, nhưng đa số lại không biết bơi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Và đáng lo ngại hơn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam, hàng năm có khoảng 7 cơn bão quét qua đây và thường kéo theo lũ lớn. Nghiên cứu cho thấy khí hậu Việt Nam ngày càng trở nên khó đoán, khắc nghiệt khác thường, với bão và lũ lớn ngày một nhiều. Với tình trạng thiếu kỹ năng, nhận thức về bơi lội và cứu đuối trong đa số người dân, đuối nước trở thành mối nguy hiểm lớn rất đáng lo ngại, nhất là đối với trẻ em ở khu vực nông thôn vùng duyên hải. Thừa Thiên Huế nằm ở vùng duyên hải miền Trung, là một trong những nơi có lượng mưa cao nhất Việt Nam. Mùa lũ thường bắt đầu vào tháng 9, là thời điểm nguy hiểm tăng cao đối với trẻ em. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới đuối nước. Cái thứ nhất đó là các cháu thiếu về kỹ năng bơi lội. Các cháu và cộng đồng thiếu về kỹ năng cấp cứu người bị đuối nước. Và ngoài đó thì gia cảnh khó khăn, cha mẹ làm ăn không có thời gian quan tâm tới con. Năm học mới bắt đầu, nhưng đa số các trường học tại Việt Nam lại không dạy bơi. Năm 2010, Bộ Giáo dục triển khai dự án dạy bơi cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn còn nằm trên giấy vì thiếu ngân sách. Các trường học trong nước không mở lớp dạy bơi là do thiếu cơ sở vật chất và nhân lực. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ở Thừa Thiên Huế, khiến cho các em, đặc biệt ở vùng nông thôn, không có cơ hội học bơi. Chị Phê sống trong một thôn nhỏ ở Quảng Trị, giáp ranh Thừa Thiên Huế. Trời đất quay cuồng khi một buổi chiều kia, hai đứa con gái yêu của chị đã chết đuối dưới sông gần nhà. Trước đây thì hoàn cảnh cách đây 7 năm rồi, tôi có là 4 đứa con. Nhưng rủi ro hai con đi tắm dưới sông, thì chết đuối cả hai đứa. Chỉ có hai vợ chồng thì làm ruộng thôi. Lúc đi làm ruộng vô thì con xin cho đi tắm. Thì thấy họ nói ra đây là tôi trai cũng nổi nữa, trai cũng tẩu cho mỗi. Thì họ con đang vô. Thì hoàn cảnh gia đình tôi đau khổ. May thay, có một tổ chức từ thiện đang hoạt động ở Việt Nam đã đến với gia đình chị Phê. Năm 2012, tổ chức nhân đạo Norwegian Church Aid, NCA, bắt đầu tổ chức chương trình dạy bơi thí điểm cho 60 em nhỏ ở Thừa Thiên Huế. Nối tiếp thành công bước đầu từ chương trình thí điểm, năm 2013, NCA thực hiện dự án Biết bơi để giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Dự án này của NCA dạy trẻ các kỹ năng bơi và cứu đuối cần thiết cho các em nhỏ trong khu vực nông thôn vùng duyên hải. The vulnerability of Vietnam to climate change is very dramatic. We think it's important that civil society and government actors in Vietnam contribute to develop initiatives that can reduce this vulnerability. The swimming project is one such initiative, and we hope that this can be implemented in communities all over Vietnam. Chương trình được thực hiện trên 4 huyện của 2 tỉnh, đó là hai huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền của Thừa Thiên Huế và Hải Lăng của Quảng Trị. NCA chọn ra 4 huyện này
dựa trên tỷ lệ hộ nghèo, mức độ thiệt hại do thiên tai và tỷ lệ trẻ chết đuối cao. Lấy việc đào tạo kỹ năng làm mục đích chủ yếu, NCA tổ chức các khóa huấn luyện cho hơn 100 giáo viên thể dục từ 4 huyện này. Khóa huấn luyện trang bị cho giáo viên các kiến thức chuyên môn cao với chứng chỉ quốc tế. Cuối khóa huấn luyện, giáo viên được kiểm tra kỹ năng dạy bơi và cả kỹ năng cứu hộ cùng các kỹ năng khác về an toàn sông nước. Tôi tên là Phạm Minh Duẩn, giáo viên bộ môn thể dục trường tiểu học số 1 Phạm Lợi. Trước lúc không có dự án bơi này, thì học sinh hầu như là các em ngại về vấn đề xuống nước và thậm chí là có những em nó không dám bước chân xuống nước. Thì sau khi có dự án này, thì lúc đầu thì phụ huynh học sinh cũng rất bỡ ngỡ, nhưng mà sau khi phụ huynh quan sát của phụ huynh là phụ huynh rất yên tâm vì có quý thầy cô đã hướng dẫn cho các em một cách cụ thể. Trước đây thì ở vùng bãi ngang này, đặc biệt là vùng Quảng Thái Quảng Lợi, tình trạng đuối nước rất nhiều. Thậm chí là có những em học sinh học đến lớp 12 rồi vẫn bị đuối nước, tại vì là các em không có trang bị cho mình các cái kỹ năng bơi lội. Chính vì vậy là cái dự án này có mang lại rất nhiều ý nghĩa và lợi thiết thực cho học sinh. Đặc biệt qua cái quá trình tập mà huấn cho giáo viên của chúng tôi là giáo viên rất là tích cực để mà học tập và nắm bắt những cái kỹ thuật đúng nhất và hiệu quả nhất để về giáo dục lại cho học sinh của chúng tôi. Và chúng tôi từ đó là chúng tôi cảm nhận là rất là vui mừng và cảm thấy là rất là tin tưởng vào cái dự án này. Nó quê của cháu là có như khi có lụt xảy ra nên cháu thấy lớp học này là rất có bổ ích cho cháu và các bạn. Cháu mong là dự án này sẽ rộng ra và cho các bạn biết mới nhiều. Cháu rất cảm ơn dự án này. Các cháu đã tập từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 trong 3 tháng để mà tham gia một cái hồ thi bơi vào tháng trung tuần tháng 9. Tôi tên là Phước Tường, là trọng tài của hội thi hôm nay. Trước được đến với cái hội thi hôm nay, tôi thấy rất là mừng, rất là bổ ích cho tất cả các em. Vì đây là một cái dịp để cho các em cọ sát sau một thời gian các em được các thầy cô ở các huyện là tích cực dạy dỗ cho. Đây là cái dịp để cho các em khẳng định mình, làm quen với cái bơi thành tích cao hơn. Và phải nói rằng cái cuộc thi bơi hôm nay là một cái kết quả rất là tốt, đánh dấu cái sự nỗ lực của tất cả các em cũng như là sự nỗ lực của tất cả các giáo viên ở các huyện. Chưa đứng bóng, ngồi dưới áng mây trời bay ngang, còn con trâu nghe.